7 loại quả càng ăn càng béo khiến bạn ôm rổ mỡ vào bụng mà không biết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, rất nhiều công việc có máy móc hỗ trợ đã kéo theo một tình trạng đang xuất hiện ở rất nhiều người, đó chính là béo bụng. Nhất là đối với những người làm việc văn phòng, lười vận động, một chiếc bụng ngấn mỡ không chỉ khiến chúng ta tự ti ngại giao tiếp mà còn tiềm ẩn nhiều căn bệnh nguy hiểm như mỡ nhiễm máu, tim mạch Đối mặt với tình trạng tăng cân, béo phì, nhiều người đã tự điều chỉnh chế độ ăn uống để giảm cân, chẳng hạn như ăn trái cây và rau xanh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, có một số loại quả dưới đây chính là nguyên nhân hàng đầu khiến chiếc bụng của bạn ngày càng tích tụ mỡ mà nhiều người không mẻ ai biết. Nếu không ngừng ăn ngay hôm nay thì công sức giảm cân của bạn sẽ đổ sông đổ biển. Vậy đó là những loại quả nào càng ăn càng béo mà nhiều người vẫn đang ăn ngon lành mỗi ngày. Hãy cùng sống an nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thứ nhất, dừa Dừa rất giàu protein, chất béo, vitamin C, đường và các nguyên tố vi lượng khác nhau. Tuy nhiên, dừa chứa hàm lượng calo rất cao. Cứ 100 gram dừa thì chứa 241 calo tương đương với 2,1 bát cơm, đứng đầu trong bảng xếp hạng các loại trái cây chứa nhiều calo, chất béo và đường cao. Nếu không muốn tăng cân thì bạn nên ăn ít củi dừa. Thứ hai, quả bơ. Trái bơ vốn được nhiều người ưa thích, rất giàu chất béo, chất đạm, vitamin và các nguyên tố phi lượng như canxi, kali có tác dụng ngăn ngừa đột quỵ, sơ cứng động mạch, chống thiếu máu. Như chúng ta đã biết, nhiều cô gái khi giảm cân thích cho một ít bơ và món salad rau củ, nhưng hàm lượng dầu trong nhân bơ cao từ 8% đến 29% và hàm lượng chất béo khoảng 15%, nhiều hơn gấp đôi lượng chất béo và calo của một số thịt gà và cá. Ngoài ra, lượng calo chứa trong quả bơ tương đương với 1,4 bát cơm, mỗi 100 g bơ chứa 161 calo. Do đó, nếu muốn thêm quả bơ vào bữa ăn thì chỉ một chút là đủ, không nên ăn quá nhiều. Một chút bơ thì lượng dầu cơ thể con người cần cho cả ngày về cơ bản là đủ. Do đó, khi thực hiện các bữa ăn giảm cân, các bạn gái cũng nên cân nhắc kỹ xem có thể cho thêm quả bơ vào nhé. Thứ ba, sầu riêng. Sầu riêng có một hương vị đặc biệt không phải ai cũng có thể dễ dàng ăn, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì ai cũng không thể phủ nhận rằng nó là vua của các loại trái cây. Sầu riêng rất giàu chất dinh dưỡng, protein, carbon hydrate, chất xơ, vitamin C, nhưng sầu riêng cũng rất giàu calo. Cứ 100 g sầu riêng thì chứa tới 147 calo, tương đương 1,3 bát cơm, hàm lượng chất béo cũng rất cao. Thứ tư, mít. Mít cũng là một loại trái cây nhiệt đới phổ biến, nó chứa nhiều đường, vitamin C và các thành phần khác, lượng calo trên 100g mít là 105 calo. Tuy thấp hơn các loại trái cây trước, nhưng mít lại chứa hàm lượng đường rất cao, nếu tiêu thụ quá nhiều đường sẽ khiến cơ thể tăng calo và gây béo phỉ. Thứ năm, chuối. Chuối không dễ gây tăng cân vì lượng calo của chuối không quá cao, cứ 100g chuối có khoảng 89 calo. Vấn đề ở đây là lượng đường trong chuối lại khá nhiều, có 22 gam đường nên nếu ăn không cẩn thận có thể khiến chúng ta tiếp tục béo lên. Tuy nhiên, chuối thường được các vận động viên và những người đam mê thể dục thích ăn vì chuối rất giàu kali nên cứ 100 gam chuối chứa 260 mg kali gấp 10 lần so với một số loại nước uống bổ sung năng lượng cho người tập thể thao. Do vận động mạnh, bạn đổ mồ hôi nhiều, đồng thời cơ thể mất nhiều nước, nồng độ ion kali cũng giảm dần. Chính ion kali có nhiệm vụ duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể và thư giãn cơ bắp. Nếu bạn ăn một quả chuối trước khi tập thể dục, bạn có thể ngăn ngừa chuột rút và giúp cơ thư giãn. Thứ 6. Hồng xiêm Một trong những loại trái cây làm tăng trọng lượng và chứa calo cao là hồng xiêm. Loại trái cây nhỏ màu nâu rất ngon này dường như có tác động lớn đến trọng lượng cơ thể. Ăn loại trái cây này một lần trong khoảng thời gian nhất định sẽ không có gì khác biệt, nhưng nếu ăn thường xuyên, trọng lượng sẽ tăng nhanh, vì vậy chỉ nên ăn ít hồng xiêm nếu bạn đang ở trong chế độ ăn uống giảm cân. Thứ bảy, xoài. Đây là vua của các loại trái cây khi nói đến sự thơm ngon và hấp dẫn của nó, nhưng lại làm cho trọng lượng cơ thể ngày càng tăng và béo ra. Vì vậy, phải cố gắng kiểm soát bản thân khi tiêu thụ loại trái cây này. Mỗi quả xoài có hàm lượng calo cao, khoảng 100 calo, vì vậy, xoài là một trong những loại trái cây làm tăng cân. Quý vị thân mến, với những loại quả kể trên, bạn tuyệt đối không nên ăn để tránh ôm rổ bụng mỡ vào người nhé. Thay vào đó, bạn hãy bổ sung những loại quả dưới đây, được ví là khắc tinh của mỡ bụng. Cứ ăn vào là mỡ bụng giảm ầm ầm mà không cần bất cứ viên thuốc tây nào. Đứng đầu danh sách đó là quả bưởi. Là một trái cây từ lâu đã được người ta áp dụng cho việc giảm cân, giảm mỡ, bưởi chứa chất xơ, nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất để đốt cháy mỡ thừa. Đặc biệt, mùi tinh dầu của bưởi có tác dụng kích thích hệ thần kinh tăng chuyển hóa chất béo. Điều này đồng nghĩa với việc mỡ thừa ở bất cứ đâu trên cơ thể bạn cũng sẽ được đào thải khi ăn bưởi. Bạn có thể ăn bưởi tươi hàng ngày vào các buổi xế trưa, xế chiều để giảm cân hoặc nước ép bưởi uống vào mỗi sáng là một cách tiện lợi hơn. Bạn có thể tham khảo những phương pháp dưới đây để có công thức giảm cân tốt. Bạn có thể ăn từ 1 phần tư đến một quả bưởi trước khi ăn cơm 30 phút. Chất xơ và lượng nước trong bưởi tạo cảm giác no, giúp bạn ăn ít hơn. Nửa trái bưởi mỗi sáng cung cấp cho bạn 35 calo, không chứa chất béo, lại hỗ trợ thải độc cơ thể và làm đẹp da và tóc. Ngoài ra, bạn có thể thay việc ăn bưởi bằng một ly nước ép bưởi mỗi sáng nhưng không được thêm đường. Nếu bạn sử dụng nước ép bưởi đóng chai và nó quá ngọt thì bạn có thể khắc phục bằng cách vắt thêm chút chanh tươi, Hãy nhớ lượng calo cho phép là 45 calo đối với 150 ml nước ép bưởi. Thứ hai đó là quả chuối. Chuối là một trong những loại hoa quả có chứa hàm lượng chất xơ rất cao, nó cung cấp cho cơ thể cả chất xơ hòa tan lẫn chất xơ không hòa tan trong quá trình trao đổi chất. Do đó, ăn chuối giảm cân được vì nó cung cấp một lượng chất xơ vừa đủ để tránh thành dạ dày làm chúng ta luôn có cảm giác no. Chính vì thế, tạo cảm giác không muốn ăn quá nhiều trong một bữa qua đó khả năng hấp thụ thức ăn giảm đi đáng kể. Mặt khác, chuối cũng chứa 27 gram carbon với 14 gram đường, thấp chất béo nhưng lại giàu chất xơ, kali, vitamin, sắt và protein. Vì vậy, ăn chuối tăng cân cho người gầy theo hướng có lợi cho sức khỏe. Chuối chỉ hỗ trợ tăng cơ bắp cho người tập thể hình, vận động viên, tăng khối lượng nạc cơ bắp. Bạn có thể thực hiện công thức sinh tố chuối theo các bước làm dưới đây. Nguyên liệu 200g dâu tây sẽ được khoảng 2 cốc, một quả chuối chín cắt lát, khoảng 1 cốc nước dứa, nếu cần có thể thêm nước cam. Cách làm: cho dâu tây, chuối và 1/2 cốc nước hoa quả vào xay, thêm nguyên liệu nếu cần để đạt được độ đặc loãng mong muốn. Xay đều cho đến khi món sinh tố thật nhuyễn, cho thêm đá nếu cần và dùng luôn. Thứ ba đó là quả việt quất. Việt quất không những là loại quả có lợi cho sức khỏe mà còn rất hữu ích trong việc giữ gìn vóc dáng. Màu xanh đậm của quả việt quất là một chỉ báo cho thấy chúng rất giàu chất chống oxy hóa. Nhưng nhờ ưu điểm vừa nhiều nước vừa nhiều chất xơ có trong nó mà việt quất cũng rất tuyệt vời để giảm cân. Trong một đề tài từ phòng thí nghiệm sinh vật học ở New Orleans, các nhà nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng của việc thêm bột cây việt quất vào chế độ ăn uống của chuột. Những con chuột được chọn dựa trên cơ sở chúng đang thừa cân. Sau 90 ngày, lũ chuột tiêu thụ bột việt quất có ít mỡ vùng bụng hơn, mức cholesterol thấp hơn, lipid trung bình thấp hơn và nồng độ glucose được cải thiện vì nó có nhiều chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa, ít calo và 83% là nước. Thứ tư đó là quả đu đủ. Đu đủ là loại thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe bởi chúng chứa rất nhiều vitamin C, A, chất xơ và kali. Vitamin A, C là những nguyên liệu giúp làm đẹp da hiệu quả. Chứa nhiều chất xơ, đu đủ giúp bạn có thể áp dụng cách giảm cân an toàn và hiệu quả. Chất xơ chứa trong đu đủ sẽ giúp ích cho bạn tạo cảm giác no, không tạo cảm giác thèm ăn. Hơn nữa, trong đu đủ chứa hàm lượng chất béo và cholesterol khá thấp, từ đó đu đủ có thể hỗ trợ tốt cho quá trình giảm cân, hạn chế cảm giác thèm ăn, đây được xem là cách giảm cân hiệu quả và nhanh nhất. Cách chế biến đu đủ đơn giản nhất giúp đánh bay mỡ bụng hiệu quả đó là bạn chỉ cần gọt vỏ đu đủ chín, gọt vỏ sắt miếng nhỏ cho vào xay nhuyễn, tiếp tục cho mật ong vào xay thêm 2 phút nữa rồi rót nước ra ly, cho thêm đá viên nếu muốn uống lạnh, chỉ cần chút thời gian bạn có thể chế biến cho mình món sinh tố thơm ngon bổ dưỡng, nên uống nước ép đu đủ trước khi ăn để hạn chế nạp nhiều thức ăn vào cơ thể, hoặc một ly sinh tố đu đủ vào buổi sáng sẽ giúp bạn tươi tỉnh suốt cả ngày. Như vậy, nếu chị em nào đang trong quá trình giảm cân thì hãy chú ý không nên ăn những loại quả mà Sống An Nhiên chia sẻ ở trên, bởi lẽ nó có thể làm bạn tăng cân mất kiểm soát đấy. Và để giúp chị em nhanh chóng sở hữu một vóc dáng thon gọn thì trong phần tiếp theo của video, Sống An Nhiên sẽ mách bạn 5 loại rau xanh vừa rẻ tiền, vừa dễ tìm kiếm mà bạn nên bổ sung ngay vào thực đơn ăn uống của gia đình, không chỉ giúp đốt cháy calo, kiểm soát cân nặng mà còn giúp cải thiện sức đề kháng, đẩy lùi bệnh tật hiệu quả. Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu để thêm ngay vào mâm cơm của gia đình quý vị nhé. Thứ nhất đó là rau cải xoăn. Rau cải xoăn cũng là một lựa chọn phổ biến trong thực đơn giảm mỡ bụng khi bạn tiêu thụ chất béo. Các axit mật trong ruột của bạn sẽ hấp thụ chất béo đó và phân phối chúng ra xung quanh cơ thể bạn. Đó chính xác là điều mà bạn không mong muốn. Vì nếu bạn muốn giảm được cân hay mỡ bụng thì những chất béo đó cần phải được bài tiết chứ không phải hấp thụ. Cải xoăn có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này khi axit mật tiêu thụ các chất béo mà bạn ăn. Chất xơ trong cải xoăn sẽ lấy lượng chất béo đó và đưa thẳng nó xuống nơi chứa chất thải của cơ thể để loại bỏ ra ngoài. Đây là cơ chế tương tự được sử dụng bởi các loại thuốc cholesterol. Ngoài ra cải xoăn không chỉ giúp bạn giảm cân hiệu quả mà đồng thời còn giúp bạn không bị đói. Vì cải xoăn có một chút vị đắng nên khi chế biến bạn nên trộn nó với các loại rau và trái cây ngọt như xoài và dứa. Thứ hai đó là rau cải chip các loại rau lá xanh như cải chip có khả năng giúp giảm đầy hơi vì chúng có chứa nitrat làm tăng sự mở rộng của các mạch máu của bạn, tăng lưu thông trong các khu vực cần loại bỏ chất lỏng. Ngoài ra, cải chip còn chứa nhiều chất điện giải như magie và kali, giúp cân bằng các khoáng chất, ngăn cơ thể giữ một lượng natri không cân xứng. Thứ ba đó là rau mùi tây. Rau mùi tây có rất nhiều tác dụng tích cực trong việc giảm cân, giảm mỡ bụng, Loại rau giảm mỡ bụng này vừa có thể giúp giảm lượng đường trong máu để bảo vệ gan của bạn khỏi gan nhiễm mỡ, lại vừa có thể loại bỏ chất béo thừa trong cơ thể. Các thành phần trong rau mùi tây như kali, kẽm, vitamin C và chất xơ đều có lợi ích giảm cân riêng. Đặc biệt, rau mùi tây chứa nhiều vitamin B2, loại vitamin giúp sử dụng chất béo làm năng lượng tiêu thụ của cơ thể. Thứ tư đó là súp lơ. Súp lơ là một trong những nguồn thực phẩm chứa nhiều chrome, vitamin C và chất xơ với rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, những người có lượng chrome trong cơ thể ở mức thấp được phát hiện chứa lượng đường cao và lượng chất béo khổng lồ trong máu, và súp lơ có thể giúp giải quyết tình trạng này. Ngoài ra, với lượng chất xơ cao, loại rau quả giúp giảm mỡ bụng này cũng giúp bạn no lâu và không thèm ăn vặt, nhờ đó giảm lượng chất béo tiêu thụ. Thứ năm đó là măng tây. Một trong các loại rau quả giúp giảm mỡ bụng tốt và ngon miệng chính là măng tây. Tuyến giáp hoạt động kém luôn là một trong những lý do dẫn đến thừa cân và mỡ bụng, trong khi đó selen là một khoáng chất có thể tăng cường tuyến giáp của bạn, và mặc dù chất này chủ yếu được tìm thấy trong các sản phẩm từ động vật, thì măng tây cũng là một nguồn cung cấp selen không tồi. Ngoài ra, liên kết axit mật ngăn chặn chất béo được hấp thụ từ ruột của bạn và nghiên cứu cho thấy măng tây cũng có thể làm điều này. Quý vị thân mến, giảm cân không hề khó như chúng ta vẫn nghĩ phải không ạ? Chỉ cần quý vị duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh bằng việc bổ sung những thực phẩm giàu dinh dưỡng mà sống an nhiên chia sẻ ở trên là đã có thể đánh nhanh diệt gọn mỡ thừa cứng đầu mà không cần phải đến các phòng tập. Quý vị hãy thử áp dụng và cho chúng tôi biết kết quả bằng cách bình luận bên dưới video quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.